Khi thắp hương rằm tháng riêng, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngoài cái ngày Tết Nguyên Đán, thì ngày rằm tháng riêng hay là ngày Tết Nguyên Tiêu ấy, được xem là một trong những cái nghi lễ cực kỳ quan trọng trong năm. Người Việt ta có câu là cúng quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng, để chỉ đến cái tầm quan trọng trong cái dịp lễ hội. Vào ngày này thì người dân sẽ cùng nhau đi chùa chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn nhằm cầu cái may mắn và phước lành đến với gia đình. Thưa quý vị, cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là vào những ngày lễ Tết Dỗ Chạp, ngày rằm tháng riêng là một cái hoạt động tâm linh vô cùng quen thuộc của người Việt ta. Bên cạnh cái việc chuẩn bị cái lễ vật dâng cúng thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên cúng gì, khấn gì, cầu gì mỗi khi lên hương, đặc biệt là trong ngày rằm tháng riêng sắp tới đây. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với cái tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng cái sự thật ý, nếu mà muốn việc thắp hương cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng tốt nhất thì trước tiên các bạn cần phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải là ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên đúng phong thủy là như thế nào. Sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn đến cái cách dâng hương lên gia tiên để cái việc cúng bái nó không phạm những cái đại kỵ mà nó lại còn giúp cho gia chủ mang lại được cái hiệu quả tiền vàng cứ kéo vào ầm ầm. Chi tiết xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, quý vị đã biết ấy, cái ngày rằm tháng riêng nó sẽ rơi vào ngày 24 tháng 2 dương lịch. Nó là ngày Mậu Ngọ. Và trong ngày rằm tháng riêng ấy, thì nó sẽ có những cái nghi lễ quan trọng đặc biệt, đó là cái việc thắp hương khấn vái. Cái việc thắp hương nó là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp là lễ Tết Dỗ Chạp. Nén hương được thắp lên thì mọi người sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một trong những cái sản phẩm tâm linh không thể thiếu của người Việt. Đây được xem như là một cái cách đốt phía được sử dụng rộng rãi trong đời sống văn hóa của người Việt ta. Nghi thức dâng hương là cái tập tục tập quán mà hầu như người dân châu Á bất cứ ở cái lứa tuổi nào, sống ở đâu thì cũng đều được biết đến. Thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà trong tâm thức của mọi người ấy, thì đều tin rằng cái nén hương đốt lên cũng như là một nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. Tuy nhiên về mặt tâm linh ấy, thì có người vẫn còn hiểu mơ hồ, nhất là về ý nghĩa của việc dâng hương theo truyền thống ông bà. Trong cái nghi lễ Phật giáo thì hương là một trong 6 lễ vật được dâng cúng, bao gồm hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là hương, bông đèn, trái cây, thức ăn. Tuy nhiên nhiều người không hiểu rõ nên là thường làm đi sai lệch cái ý nghĩa đó. Theo quan niệm của Phật giáo thì lòng thành thể hiện qua làn khói hương nghi ngút, không cần cỗ bàn yến tiệc. Vì đúng theo cái ý nghĩa của sự cúng Phật ấy, thì chỉ cần đèn, hoa, trái cây, nước trong là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ mà ở trong tâm của mỗi người. Thì ngoài những cái nén hương dùng cái ngọn lửa để đốt nóng lên ấy, thì chúng ta cũng sẽ dùng cái đức tin của mình để thắp lên những cái nén tâm hương, tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có 5 thứ hương được dùng để cúng dường cho chư Phật: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và chi kiến hương. Và tiếp theo sẽ là khi thắp hương nên nói gì, khấn gì. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn rằm tháng riêng hay là cái lễ Tết Nguyên Tiêu ấy, bằng cách sử dụng cái quyển văn khấn toàn thư để chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn rằm tháng riêng để quý vị có thể là gì, khấn bái được đúng bài. Quý vị hãy chờ mở trang 36 nhé, trang 36 của quyển sách là văn khấn toàn thư để cùng nhau gì đọc cái bài về văn khấn rằm tháng riêng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách văn khấn toàn thư. Trong này có 77 bài văn khấn nhé, 77 bài văn khấn, vậy nên là nó đầy đủ tất cả các loại văn khấn trong các dịp nghi lễ Tết Dỗ Chạp, cúng dỗ, cúng giải, vân vân. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính và được tổ tiên thần Phật phù hộ độ trì. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn
về cách thắp hương ở nhà chuẩn nhất và những điều kiêng kỵ khi thắp hương. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cũng nói về cái tư thế thắp hương. Các bạn cần phải sắp xếp các đồ lễ thờ cúng một cách gọn gàng trên bàn thờ gia tiên rồi mới bắt đầu thắp hương. Khi mà cắm hương thì các bạn cũng cần phải chú ý về cái tư thế và cái phong thái của bản thân, cần phải trang nghiêm, không được vội vàng và cần phải cực kỳ cung kính. Đặc biệt là khoảng cách giữa cái vị trí đứng so với cái bát hương không được quá xa, không được quá gần, cũng phải vừa đủ với tay để dâng hương. Khi lấy hương thì các bạn cũng cần phải thận trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi hay là gãy. Quý vị nên cắm hương thẳng. Nếu mà thắp nhiều hương thì quý vị cần phải tách cái chân hương ra để hương không bị bốc cháy. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng quay lại với cái chủ đề là khi thắp hương nên nói gì và khấn gì vào cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là trong ngày rằm tháng Giêng. Như quý vị đã biết, cái ngày rằm, cái hai ngày rằm vào ngày mùng 1 ấy, thì sẽ có những cái bài cúng khác nhau tùy theo cái lễ đó là lễ gì. Tuy nhiên, khi thắp hương thì các bạn cũng cần phải nói rõ về tên tuổi của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Kế đến là địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm âm lịch của ngày hôm đó. Cuối cùng, các bạn cần phải khấn những cái điều mà mình mong muốn về sức khỏe, tài lộc, cầu duyên và khấn lệnh bề trên để được phù hộ độ trì. Hàng ngày cúng cụ chớ khấn nôm, cứ đọc đúng câu này thì lộc đổ về gấp 10, cầu gì được nấy. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn rằm tháng Giêng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Bản Gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần. Con kính lạy ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các vị tôn thần cùng cai quản trong khu vực này. Con kính lạy Cao Tăng Tổ Khảo, Cao Tăng Tổ Thí, Bát Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, hội đồng gia tiên nội ngoại, dâu rể, dòng họ. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, tức ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Gặp tiết nguyên tiêu, tưởng nhớ đến công đức của chư vị tôn thần và ân đức của tiên linh, tín chủ con có tấm lòng thành sửa sang hương đăng, sắm danh lễ vật dâng lên trước án, tiến biếu chư vị tôn thần cùng hội đồng gia tiên dòng họ. Chúng con kính mời ngài Kim Đương Niên Thái Tuế Trí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương, ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần, các vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con cầu xin các ngài che chở, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con bản mệnh vững vàng, sức khỏe bình an, công việc thanh thông, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh, gia tiên nội ngoại, dòng họ nghe lời khẩn cầu của con cháu hiển linh, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật, gia độ cho con cháu được gia đạo hưng vượng. Con cháu hay ăn hay làm, thông minh học giỏi, gặp công việc có quý nhân phù trợ, công chức thì hanh thông, làm ăn buôn bán thì gặp nhiều may mắn. Tín chủ chúng con lại kính mời vong linh ông bà tiền chủ hậu chủ trong khu nhà này đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được vạn sự tốt lành, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điểm lành tiếp ứng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn về rằm tháng Giêng. Thì quý vị có thể mở trang 36 nhé, trang 36 của quyển sách văn khấn toàn thư để gì có được những bài văn khấn chuẩn chỉ nhất. Đó, có 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn nhé. Thưa quý vị, khi thắp hương cái ngày rằm tháng Giêng nên nói gì và khấn gì và kinh kỵ điều gì khi thắp hương? Như chúng ta đã biết ấy, khi thắp hương thì các bạn tuyệt đối không được nói to, không được gây ồn ào ở cái nơi thờ cúng, không được mặc quần đùi, áo sát nách, áo hai dây hoặc là những cái trang phục thiếu vải, không thắp hương theo số chẵn, bởi theo quan niệm phong thủy ấy, những con số này nó đều phạm phải những cái điều không may mắn,
không dùng hương uốn tàn hay là cong tàn, bởi chúng đa phần đều đã xử lý qua hóa chất. Và sau khi đốt sẽ có rất nhiều khói độc. Hy vọng với những cái thông tin trên đây mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp ích cho quý vị nắm bắt được khi thắp hương nên nói gì, cầu gì, khấn gì. Chúc các bạn và gia đình luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, vạn sự thành công. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.